Xin chào quý cô bác anh chị, cùng bà con cô bác anh chị thích trồng cây mai. Hôm nay em lại ra vườn nhá. Đây trời mưa đây, đó, trời mưa. Em đã hứa với anh Đức rồi, anh Đức ở Hàm Yên. Anh Đức ơi, trước khi em gửi cây cho anh thì em quay lại cho anh cái video nhá. Đó, đây này, nó xuyên thủng hết cả túi áo mưa. Đây là mai thái của em nhá. Đấy, cô anh chị nhìn xem, cái nào cũng dễ, rất là dài. Trước khi em bẻ thì em cũng kiểm tra từng bầu một. Đây cô ba anh chị này, cái này này, trồng xuống một cái là nó lên ngay và luôn này, đẻ rồi đấy này. Đó, bốn cái măng hai bên này. Đấy, cô ba anh chị nhìn không, cực kỳ chất lượng. Riêng cái loại này trồng phát là lên ngay, lên búi lên khóm luôn à. Đấy, cây nào cũng dễ xồm xoàm thổi thoài. Đó, trước khi em gửi cây cho anh thì em cũng quay lại cái video cho anh nhá. Đấy, cây nào cũng thế anh nhé. Đây, cây nào cũng dễ ạ, không cây nào không đâu. Nếu mà ở chỗ này ít dễ thì dễ nó nằm ở đây này. Đó, cái thằng dễ là thích đi chỗ nào đi. Còn bên này là mai vàng nhá. Đó, cây nào cũng thế anh ạ. Nè, 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 đó. Đây là cành này, anh Đức ở Hàm Yên. Và bây giờ em mang lên trên bưu điện để em gửi cho anh nhá. Bởi vì anh cho anh không tiện đón xe ạ. Đấy, anh Đức ơi, em đã đóng cho anh đây. Đó, cây của anh đây. Em cố tình để mấy cái lá lất phất để cho người ta đỡ trồng lên cây, người ta nhìn người ta biết là cây giống ạ. Đó, và em đang ở bưu điện thì em cũng nhân tiện đóng khoai cho khách hàng ở Bắc Giang. Vâng, thưa bà con cô bác anh chị, bây giờ bên em lại đang có khoai giống ngắn ngày. Thì bà con cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với em nhé. Và ai đã đặt hàng chỗ em mà em vẫn chưa trả thì bà con cô bác anh chị hãy nhớ nhắc em nhé. Qua video này em cũng xin lỗi một số bà con cô bác, bởi vì là vừa đoạn thứ nhất là không có khoai, thứ hai nữa là em cũng bận quá mà em không có thời gian để đi tìm cho bà con cô bác. Đây là cũng là không phải là khoai của nhà mà là khoai của khách hàng của em. Trước đây em bán cho người ta, xong bây giờ là người ta mới trồng được, thì xong rồi là em gọi thì người ta thu hoạch, xong rồi là em lấy hộ cho bà con cô bác anh chị nhé. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0349 015091, kết bạn Zalo với em để rồi em sẽ gửi khoai cho bà con cô bác anh chị nhé. Em đi đơn ít nhất là 10 kg, bởi vì là khách hàng của em nếu như ít quá là người ta không gửi, bởi vì cách em những gần 300 km cơ ạ. Đó, đây em lấy cho một chị ở Bắc Giang là cái thùng này, và thùng này là tổng cộng là 40 cân. Đó, thì người ta mới gửi cho, chứ còn ít quá dưới 10 kg là người ta không gửi ạ.